Xin chào cả nhà, hôm nay tiếp tục em giới thiệu đến cho cả nhà mình một nô đất sao rất là đẹp luôn, nằm trong khu dân cư mà nữa nhà cửa điện nước sẵn rồi. Đây là hình dáng lô đất có tổng diện tích là hơn 2.000 m² và mới lên là 100 m thổ cư rồi, thì các bác mua vào có thể nên thêm thổ cư nha. Như các bác thấy đây thì một bên chân ngắn có chiều dài là hơn 27 m và một bên chân dài có chiều dài là hơn 57 m nha. Nó bị xéo nên là cái chiều dài mặt đường của mình rất là dài luôn, hơn 54 m mặt đường, ô tô vào tận nơi nha. Vị trí thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong đất của mình thì đã có căn nhà xây, có phòng rược, nhà vệ sinh, phòng bếp, rồi có một căn nhà kho khá là rộng. Nhìn hình đất của mình rất là vuông vì nó bị xéo con đường đó các bác, nên là mặt đường khá là dài. Đường liên thông, điện đóm, internet là đầy đủ. Và đất của mình sử dụng là một cái giếng đào nhá. Chạy ra phía ngoài khoảng 150 m là ra tới đường bê tông, khu dân cư xung quanh nhá. Đó, mà cách trung tâm tiện ích, đường nhựa, trường học, bán kính rơi vào khoảng 2,5 cây nha các bác. Mua lô này về thì các bác sẵn là ở thôi. Dọn dẹp lại nhà cửa, chăm cây vườn xung quanh. Hiện tại đã có những cây như là sầu riêng, bơ bút, bơ 034 hay là chuối với cả cây xoài nha. Toàn bộ đã cho mình thu rồi đó các bác. Các bác về chăm lại thôi hoặc là trồng thêm cây khác vào nha. Vì em thấy đất của mình cũng trống khá là nhiều và được một cái sân khá là rộng nha. Các bác đậu xe thoải mái luôn. Hướng đất của mình được quay về hướng đông bắc nha cả nhà. Và toàn bộ là chất đất đỏ ba gian. Và toàn bộ đất được quy hoạch đất ở nha, phủ hồng và các bác có thể lên thêm thổ cư. Đó thì em mời cả nhà cùng xem chi tiết video về lô đất này nha. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất ở rất là đẹp luôn. Vị trí thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất vuông vắn, cây trồng cây trái là sẵn hết rồi. Được cái nữa là mặt đường rất là nhiều, rất là dài. Và cái trục đường này là trục đường chính của nhà nước luôn nha các bác. Vì ở đây là đường điện là được kéo vào trong rồi. Đây đường điện, đây là internet là đầy đủ nha. Thế của nhà nước này. Đây em ra tới cái bờ ranh bên này để quay cho các bác xem. Tổng diện tích của lô đất này là hơn 2.000 m² và đã có cho mình là 100 m thổ cư nha. Đất của mình thì full gạch thổ cư rồi, thì các bác về có thể lên thêm 200-300 m nữa là bình thường nha. Đó, thì đây là cái ranh giới của mình từ cái trụ bê tông đây. Đó, cái mặt đường này của mình thì em có cộng lại ở trong sổ á, là rơi vào hơn 54 m. Cái chiều dài mặt đường này nó bị xéo các bác. Con đường này này nó chạy xéo qua đất, vì vậy cái mặt đường của mình rất là dài luôn, nên là nó rất là đẹp và cái đất của mình nó rất là vuông vức. Thì cái chiều sâu của mình chỗ này là rơi vào là được khoảng 57 m nha. Và cái chiều sâu bên kia thì nó lại thụt lại được là hơn 27 m nha các bác. Chiều sâu tính từ cái bờ ranh bên kia. Và cái chiều hậu của mình thì rơi vào là 47 m nha các bác. Đó, do là cái con đường đi theo cái hình dáng đất các bác, nên là cái chiều dài mặt đường nó rất là dài. Chứ nếu mà vuông thì hậu nó vuông nha. Hậu vuông còn đường xéo. Đó, trong đất thì người ta đã trồng bơ và sầu riêng nha. Thế đất của mình thì nó hơi âm một chút từ với đường so với thế đất của mình thì đâu đó tầm khoảng gần 1 m nha. Đó, và có một căn nhà xây, người ta đang ở bình thường đây. Chưa có trồng cà phê mà người ta phá đi giữ lại những cái cây bơ rồi cây sầu riêng này. Bơ 034 nha các bác. 034 rồi sầu riêng này. Đó. Và đường ô tô vào tận nơi.
xe gầm thấp, xe gầm cao vào dễ dàng. Hướng đường này này, cách trục đường bê tông thì chỉ có khoảng hơn 150m thôi các bác. Và khu vực ở dưới đây là khu dân cư, em có bờ bay flycam trước đó thì các bác thấy một vùng ở đây là dân cư rất là đông luôn. Và cách cái trung tâm của xã hay đường nhựa thì bán kính tầm khoảng 2,5 cây nha các bác. Đó, đi vào trong này thì nó rất là bình yên. Với một nô đất vườn với hơn 2.000m2, nhà xây, điện nước là đầy đủ này, internet là đầy đủ luôn. Đó, bờ này, đằng trước là bờ, đằng bên này cũng 034 luôn, 034. Đây là cái cổng vào nô đất của mình. Bên này có một bụi râm bụt nhá, hàng râm bụt này, bờ ranh, bờ biên. Đây, cái chiều sâu bên này của mình là 27m các bác nhá, hơn 27m là chiều sâu bên này. Bên này cà phê còn nhà người khác, bên này nhà cửa là của mình. Đó, di chuyển vào trong nhà, quay nhà cho các bác xem. Đất sân khá là rộng. Đằng trước thì vườn cây trồng, đây cây chôm chôm các bác. Đây là một cây chôm chôm. Trong nhà thì chưa tô, chưa sơn gì hết. Đấy, phòng rược này. Đây là bếp, gian bếp. Đây, nhà tắm, nhà vệ sinh trong này. Đây, rửa ráy các thứ mình sửa sang lại thôi. Đó. Đây thì có một gian. Nhà này người ta để trước kia là để nuôi tằm đó các bác, bây giờ thành nhà kho để đồ đạc ra. Đó. Về phía sau đây, bơ này, đa số là bơ với sầu riêng thôi, thì mình về mình tưới tắm lại thì sẽ tốt hơn các bác. Hoa rất là nhiều nhá, có vài cây sầu riêng là cho thu hoa này. Hoa người ta chưa bé hả, chưa chọn lọc. Đó, mặt đường mình trên này nhá. Đó, hoa quá trời hoa luôn, người ta chưa bé. Đó, đất của mình thì có sử dụng một cái giếng đào đây các bác nhá. Đây, giếng đào đây, mua về là ở thôi, dọn đồ đạc vào là mình ở thôi các bác. Sẵn là 100m thổ cư rồi, mình muốn lên thêm thì vẫn dễ dàng nhá. Tổng toàn bộ thì các bác vào thương lượng thêm. Nơi này thì chủ hơi cứng giá đó các bác, nên là thương lượng được ít nào hay ít đó các bác. Đây, về phía đuôi vườn đây thì bên cà phê này là của nhà người khác nhá. Đấy, cái ở đây thì hay có cái bờ dâu này là bờ ranh, hành ranh, các bác về có thể trồng trụ rồi rào lại. Đây thì cũng có bơ này, xanh mướt và xoài, bơ xoài sầu riêng thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực dân cư đông, đường xá vào ô tô vào tận nơi được nhá. Hiện tại là cũng thấy chủ đất cũng có nói là đã đóng tiền rồi, thì khả năng thì nay mai sẽ được đổ bê tông thôi các bác. Và cái đường này là đường chính của nhà nước nha, vì em thấy cái đường điện hạ thế là người ta kéo vào rồi, như internet này là đầy đủ nhá. Đó, bơ xanh hơn sầu riêng. Ở đây thì người ta chưa tưới tắm á, sầu riêng nhiều nên là nó vẫn còn sơ sát, còn là bơ thì em thấy nó vẫn xanh hơn. Đây,
xoay về sơn lại thôi. Sân rộng, đậu ô tô dễ dàng, thoải mái. Chỗ này thì mình sửa lại cái đường đi lên đi xuống cho nó dễ thôi các bác. Đấy, mình cào đất xuống tí là cái khúc này mình đi lên đi xuống dễ dàng hơn nhá. Đó. Và đường của mình đường thông luôn, toàn bộ đường liên thông. Trong này còn rất là nhiều dân cư. Nhìn đường điện của nhà nước được kéo vào này. Nhiều, rất là nhiều người ở trong này. Đó. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nha. Sổ sách là đầy đủ, sẵn là công chứng thôi. Sổ vuông đẹp. Và chiều dài mặt đường được nhiều là do xéo các bác. Tính được nhiều mặt đường do xéo. Đường xá vào cũng dễ dàng nhá. Đây là cái cơ bơ bút các bác. Bơ tròn tròn này. Thì các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.